Rồi, và xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái tựa game mới tên là Captain Willy. Đấy, nghe cái nhạc thôi thì các bạn cũng đã thấy là mình sẽ đem đến cho các bạn một tuổi thơ, đúng không? Nghe cái nhạc này thì mình nhớ đến những cái lần mà mình được mẹ đưa đi hội, xong rồi là có mấy cái xe bán hàng kẹo bông các thứ đấy, mẹ mình mua cho mình ăn, mình vui lắm, mình sướng lắm lúc đấy, là mình thực sự là vui. Thôi nào, thế thì bây giờ chúng mình sẽ vào chơi game luôn chứ nhỉ? Vào luôn. Úi dồi. Game cho mình một cái bối cảnh nhìn như là phim hoạt hình. Chơi game này xong mình lại nhớ đến cái phim hoạt hình Tom và Jerry. Hay nào, thế bây giờ chúng mình cùng đi ra thôi chứ nhỉ. Ở chỗ đằng này đúng không? Xin chào. Đây rồi, tuổi thơ của mình rồi các bạn ơi. Xin chào nhá, xin chào chuột Mickey nhá. Thật ra thì mình cũng đã tìm hiểu qua game này một chút rồi. Mình cũng đã đọc mô tả về cái game này rồi. Mình sẽ vào vai một thanh niên làm tất cả những cái gì mà mình được giao. Cái thằng Mickey này nó sẽ giao cho mình việc gì thì mình sẽ làm việc đấy. Đây, mình sẽ kích vào đây, cái gì đây? Dịch hộ bố mình với. Chào buổi sáng, với tư cách là cánh tay của tôi có một số nhiệm vụ cho bạn. Nào đâu, thế đây là cái gì đây? Đi. Đi rửa boong tàu. Rồi, thế là bây giờ chúng mình phải đi rửa cái chỗ này. Dọn rác à? À đây, 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 mình thấy có một vài vết chân đây. Có vẻ như mình sẽ phải đi dọn rác cho cái thằng này. Dọn vết chân cho thằng này chứ. Nghe nhạc tuổi thơ quá. Tự nhiên mình lại muốn trở về tí tuổi thơ. Ở đây có một cái cần gạt. À, ở trên này là có luôn một cái thuyền nhỏ này. Đấy, nếu như mà bây giờ các bạn rơi vào cái tình cảnh như là Titanic, các bạn có thể thả cái thuyền nhỏ này xuống. Mình không hiểu vì sao mà người ta có thể say sóng được, nhưng mà mình đi tàu mình chưa bao giờ mình bị say sóng cả. Say xe thì mình có, trừ khi mà mấy cái anh taxi, mấy anh ấy đi lắc quá thì là ok, mình có say. À đây rồi. Đấy, như này là mình có thể lau rồi. Lau thôi. Đấy, lau này. Lau được những cái vết chân này đi. Đấy, nhiệm vụ mình cũng dễ thế thôi. Thôi, tưởng là mình chơi một cái tựa game kinh dị nào đấy. Hóa ra giả lập lao công, thành luôn thằng lao công rồi. Trong này có vết chân nào không? Hello. Ui. Đây rồi các bạn ơi, ở trong này là có một cái lò này. Ở đây cái gì đây? Cái này mình cũng không biết là cái gì nhưng mà nhìn như mấy cục đá ấy. Bây giờ chắc là mình sẽ qua cái chỗ đằng kia để mình báo cáo lại với con chuột Mickey. Nó là thuyền trưởng mà, mình là thuyền viên. Thật ra là mình vừa mới nghĩ ra cái chữ thuyền viên đấy chứ còn không biết là có thuyền viên không nhỉ? Hay không các bạn? Thuyền trưởng thì bây giờ phải có thuyền viên chứ. À, nó bảo là tốt lắm, làm tốt lắm. Cắt vài củ khoai. Rồi, thế là bây giờ chúng ta phải đi cắt khoai. Chứ thì khoai chỗ nào nhỉ? Khoai chỗ nào ta? Đây là phòng của mình này. Ui, phòng mình nhìn như tù. À đây, 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 khoai đây. Ui, vừa nãy mình lại tưởng cái này là cục đá. Thế là bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta cắt khoai. Ê, cái thằng này nữa. Giao tao nhiều việc thế. Tao đi tham quan thôi mà. Well done, chúng ta đã làm xong rồi. Tiếp theo. Rồi, thế là bây giờ chúng ta sẽ phải đi cho than vào trong cái lò này. Để thuyền có thể chạy, xúc than. Hất. Xúc. Hất. À, thế là thực sự là mình đã giả lập lao công. Đây là game giả lập lao công nhá. Rồi xong rồi. Thế thì chúng ta sẽ quay lại để báo cáo với con chuột Mickey. À, nó nói gì ở đây? Nó nói là tốt. Hôm nay sẽ không cần sự giúp đỡ của bạn nữa. Thế là bây giờ chúng mình sẽ đi ngủ. Đi ngủ chứ còn gì nữa. Hết việc rồi mà. Bye. Rồi như thế là bây giờ đã đến ngày thứ 2. Ngày 29 tháng 4 năm 1929. Ngày thứ 2 rồi. Như thế thì mình đoán là cái game này càng đến những cái ngày khác thì nó sẽ có những cái sự kiện gì đấy lạ nó xảy ra. Bởi vì cái game này nó là một game kinh dị mà. Nào mở ra nào. Hôm nay có việc gì cho tao không? Ui dồi ôi. Sao hôm qua vừa mới lau hôm nay lại thế này rồi. Bây giờ là chúng mình lại phải lau sàn rồi, chắc chắn rồi. Nó bảo mình là sàn hơi bẩn. Bạn biết phải làm gì rồi đấy. Cay thật, thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn Mickey. Tao cứ tưởng là ngày xưa mày đáng yêu thế nào, xong bây giờ mày lại bắt tao phải làm những cái trò như thế này, khổ quá. À không sao, không sao. Nó bắt mình làm nốt hôm nay ấy thôi, ngày mai nó cho mình nghỉ rồi. Rồi, rồi. Mày xong rồi. Mình đoán bây giờ nó sẽ bắt mình phải làm một là thái khoai, xong nhiệm vụ tiếp theo thì sẽ là xúc than và cho vào tiếp. Như hôm qua. Cái gì đây? Vẫn sáng bóng như mọi khi rồi, tao biết rồi, tao làm quen rồi nhá. Tao làm lao công là quen rồi. Rồi mày nói gì ở đây? Cắt một số cái củ khoai tao biết ngay mà. Mẹ nó lại bắt tao làm cái trò đấy rồi. Đấy, tao lại ngồi tao cắt khoai. Thế mà thực sự là chúng mình chỉ có được ăn khoai thế này mãi thôi à? Cho ăn tí hải sản, ví dụ như là con tôm hùm hay cái gì ấy đi. Chứ ở ngoài biển chả được ăn hải sản bao giờ. Cứ bắt ăn khoai. Chào em. Sao mày lại đứng ở đây? Trời ơi, game này là game kinh dị mà. Không phải là game bình thường đâu. Được rồi, mày đứng đây làm gì đấy thằng khốn? Có vẻ như là nó bảo mình làm tốt lắm.
Này, cậu có thể cầm lái một chút được không? Rồi, mấy cái này tao làm quen rồi, nhưng mà mày nhớ là mày phải làm cái này cho tao nhá. Thôi được rồi, cầm lái cũng được. Ô, đây. Ê, mình lái được thật này các bạn. Cứ lái làm sao để cho cái tàu này nó không như Titanic là được. Lái thế này mãi là game kinh dị kiểu gì đấy? Mickey ơi, xem nào, tao cứ lái mãi thế này là không được. Đã nói mày rồi, mày đừng có làm thế nữa, tao lo lắm. Pha đấy tao khá giật mình. Mày nói như mấy cái thằng thiểu năng đấy. Nó bảo mình là đút than vào lò đã, rồi sau đó thì làm gì tùy thích. Qua báo cáo lại với nó thôi là xong rồi. Báo cáo lại với nó này. Bây giờ cậu có thể đi ngủ hoặc là làm gì tùy thích. Bye bye nhá. Em đi ngủ ơi thuyền trưởng ơi. Em mệt quá rồi nói, nhưng mà cuộc sống của mình là nó cũng như thế thôi. Hôm nay là mình sẽ cho các bạn biết cuộc sống của một thuyền viên nó như thế nào nhá. Cứ thái khoai xong rồi thì cho than vào lò xong rồi lái tàu được một chút thì nó đứng ở đằng sau nó dọa. Và bây giờ thì mình đi ngủ. Rồi, thế là chúng ta đã đến ngày thứ 3. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cuộc sống nó chỉ đến thế thôi mà. Cuộc sống của một thằng lao công. Rồi bây giờ mày lại bắt tao đi dọn tàu cho mày. Dọn xong rồi mày bắt tao thái khoai xong rồi tao sẽ lại đưa than vào lò đúng không? Rồi. Thực sự nó lại bắt mình đi dọn tàu tiếp. Sạch như mọi khi. Rồi tao biết rồi. Nó bảo cái gì đây? Có nhiều hơn ở dưới boong tàu, hãy lấy một ít. Cửa sập ở boong tàu trước mặt của tôi. Trước khi đi xuống thì hãy cầm cây nến ở trên thùng dầu. Đi xuống dưới luôn. Rồi, xuống nào. Let's go. Ui dồi, chỗ này tối thế. Nhưng mà sao trong cái chỗ này tự nhiên lại im thế này. Lấy khoai, lấy. Nhưng sao không lấy được nhở? Hello, có khoai ở trong này không? Rồi, thế thì khoai nào ở trong này nhỉ? Khoai, ở đằng này có một chữ C và đằng này có một chữ P. Chữ P này mình lấy được. À, rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ lấy từng tải một chữ P thì sẽ là khoai. Còn đâu cái chữ C này thì mình nghĩ là than. Rồi, bây giờ mình sẽ cất khoai ở đây. Khoai vẫn còn nhiều thế này mà sao lại khá là phiêu lưu phải không? Đúng rồi, thực sự là khá là kinh đấy. Mày xuống dưới đấy là mày biết. Đừng đi lang thang ở dưới đó thường xuyên được không? Ta biết rồi. Bây giờ bạn nên thái nhiều hơn để có nhiều khoai tây hơn. Thế là bây giờ là chúng ta sẽ phải đi thái khoai tây tiếp. Thằng Mickey này ăn nhiều thế. Thằng khốn Mickey. Con mẹ mày, sao mày làm thế với tao? Nhìn khiếp quá, nhìn kinh quá. Mày nhìn gì tao? Tôi vẫn còn một nhiệm vụ nhỏ cho bạn. Chúng ta vẫn cần thêm than từ dưới boong tàu. Ở bên dưới này mình cứ có một cái cảm giác nó thế nào ấy. Có khi nào là có cái thằng nào đấy nó đang đứng ở đằng sau mình, nó chuẩn bị nó xiên mình không? Đây, có than đây rồi. Lò ơi, nên đóng cửa vào thôi chứ mà vừa nãy cái thằng Mickey nó thò cái mặt vào nhìn kinh quá. Tốt, cậu không sợ bóng tối nhỉ? Tao sợ lắm. Ngày dài quá, hôm nay là dài rồi. Đấy, đi ngủ thôi. Nghe cái giọng mày tao biết khá là buồn ngủ rồi. Thế là chúng ta đã đến ngày thứ 4 rồi hay sao á? Ôi! Cái gì ấy nhở? Mình có nghe tiếng gì ấy nhở? Tại sao mình lại có thể tương tác như thế này? Mở cửa này ra. Thôi, mình nghĩ là mình không nên mở cái cửa này ra nhìn kinh quá. Bây giờ mình có nên đi ra bên ngoài không? Mình sợ quá. Tại sao nửa đêm mày thức dậy làm gì? Mình đoán là sau cái cánh cửa này sẽ là con chuột Mickey nó nhìn mình. Nào, chuẩn bị tinh thần nhá. Mở luôn. Không phải à? Hello, chú Mickey ơi, chú Mickey đâu rồi? Mẹ, hôm nay con chú Mickey ở đâu rồi nhở? Hay là con chú Mickey vẫn còn đang đi ngủ? Mickey ơi, Mickey đâu rồi? Mẹ, hay thực sự là cái chỗ này là cái chỗ ngủ của con Mickey nhở? Hôm nay nói chung là tôi dậy cũng sớm, Mickey có thể nào ra đây trò chuyện tôi tí được không? Ui, Mickey ở đằng kia, sao hôm nay anh đứng ở đây một mình thế này? Bảo tôi đừng đi xuống dưới này nhưng mà tại sao anh lại đi xuống dưới này đây? Chìa khóa gì đây? What are you doing here? Tìm ông chứ còn tôi đi đâu nữa, tôi làm gì nữa? Nó đuổi mình đi ngủ. Nhưng mà tôi phải nói là ông hơi mờ ám ấy nhá. Cùng là người ở trên tàu, ông làm những cái việc hơi mờ ám. Ông đứng dưới này làm gì đây? Hay là kho báu? Ông giấu kho báu đúng không? Mẹ, phải ông giấu kho báu không? Nhớ mặt tôi đấy. Thôi, nó đuổi mình đi ngủ thì mình lại đành phải đi ngủ thôi. Đây là ngày thứ 4 rồi. Mình có thể làm này. Đinh đong. Đinh đong. Xin chào buổi sáng, nhưng mà nó lại bảo là tôi có một vài tin xấu. Có thể là chúng ta sẽ lạc lối một chút, nhưng mà bạn đừng lo lắng. Tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát nên là bạn đừng có lo về điều đó. Rồi, tao biết rồi. Thế là bây giờ tao cần phải làm gì đó rồi nữa.
nó lại bắt mình đi lau tàu rồi. A few minutes later. Thế là ngủ một mạch. Ui, đến mấy hôm nữa luôn à? Ngủ phát đến ngày thứ 9 luôn. Rồi, hello. Tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ông có việc gì giao cho tôi không? Tôi không biết chúng ta đang ở đâu. Tôi chết rồi, lạc hẳn rồi à? Tôi không muốn làm bạn lo lắng nhưng nó bắt đầu có vẻ như là vô vọng rồi. Thôi, thế là bây giờ mình kẹt luôn ở đây rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì mình vẫn phải lau sàn cho nó. Còn mẹ mày nữa, mày đã làm tao lạc rồi xong, mày bắt tao lại phải lau sàn tiếp. Lấy một ít khoai tây và cắt chúng đi, tôi đói quá. Sao mày ăn khoai tây suốt thế? Cho ăn tí hải sản đi, hải sản ngon hơn. Ôi ôi. Thôi, thế là thực sự là mình nên đi xuống mà lấy thôi chứ còn gì nữa. Này, nhưng mà thực sự là lương thực có còn nhiều không đấy? Chữ B đâu, chữ B đâu? Không thấy chữ B đâu. Cái này cũng là than. Ồ, không thấy có khoai. Cái này cũng là than. À thôi. Thôi, nhưng mà thực sự là hết rồi Mickey ạ. Xin lỗi Mickey nhá. Không còn khoai hết rồi. Nhưng mà tại sao lại có xương ở đây nhở? Có xương ở đấy thì lo phết, điếu đùa. Tao biết là mày đói nhưng mà thôi, có gì thì đừng ngăn thịt tao. À, thôi mình trốn mẹ đi luôn nhở. Cậu không nói nữa à? Không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra điều này. Chúng ta sẽ tìm ra nhóm lửa hả? Thế là bây giờ chúng ta sẽ phải đi lấy than hả? Hay là sao? Được rồi, lấy than nhá. Lấy than cho mày nhá. Đây, lấy than này, cho vào đúng không? Nhóm lửa, nhóm lửa. Bây giờ cậu có thể đi nghỉ rồi. Ok. Rồi, thế đi nghỉ nhá. Nhưng mà trong cái thời gian tao nghỉ thì nhớ là đừng có làm gì tao nhá. Mày thịt tao luôn. Rồi, thế là chúng ta đã đến mẹ ngày 18 rồi. Từ ngày 9 lên luôn ngày 18. Và lại thức dậy trong buổi đêm mới kinh nhá. Thế sao không thức dậy vào buổi sáng mà cứ phải là buổi đêm thế? Mickey ơi, sao mày làm thế? Mày nói cái gì đây? Mày có thể lái thuyền một chút được không? Rồi, bây giờ tao đi lái thuyền cho mày đúng không? Thực sự không biết lái đâu nữa, nhưng mà thôi, nó bảo mình lái thì mình cứ lái. Mình đoán là tí nữa nó sẽ đứng ở đằng sau mình thôi. Có khi nào mình bị nó lừa đúng không? Mình biết là nó ở đằng sau mình rồi mà tại sao mình vẫn giật mình nhở? Bây giờ là ngày 19. Này, tại sao nhạc nó lại khác? Nhưng mà sao lần này Mickey nhìn lại hơi hơi mệt mỏi thế này nhở? Có sao không đấy, có ổn không? Bộ bài á? Rồi, bộ bài cái gì? Cần làm sạch. Thôi, nói chung thì nó bảo mình là cần làm sạch cái thuyền này. Thế thôi, cứ nghe lời nó thôi. Có vẻ như là lần này thì nó hơi mệt mỏi hơn. Tôi đoán cái gì? Tôi ước à? Tôi đoán sao lại tôi ước cái gì nữa? Tôi ước là tôi có thể yêu cầu bạn cắt khoai tây. Nhịn đói mấy hôm. Khổ thật. Người coi kìa đi. Bây giờ mày có thể đi ngủ được rồi. Hết lương thực rồi, tao biết làm nào bây giờ nữa. Rồi, bye bye Mickey nha. Bây giờ là ngày 20, 16 tháng 5 năm 1929. Ui ôi. Ui. Tiếng gì đấy? Tiếng gì đấy? Hay là do cái con Mickey kia đói quá nên là nó đang lục lọi ở bên ngoài nhỉ? Mình sẽ đi xuống mình kiểm tra xem là con Mickey nó làm sao đây này. Mickey đâu rồi? Mickey ơi, Mickey đói quá đi đâu rồi? Mày tìm đồ ăn hả? Có ở đây không Mickey ơi? Mickey đói quá đi bố đâu. Tôi không biết là tôi cần làm gì để giúp Mickey nữa. Nhưng mà Mickey ơi, có đói quá không Mickey? Có ổn không đấy? Ôi cái gì đấy? Ôi. Ôi. Ôi Mickey ơi thôi. Mickey ơi. Ôi Mickey. Ôi Mickey. Thôi đừng ăn tao. Đừng ăn tao Mickey ơi. Ôi Mickey ơi, tao không phải là đồ ăn đâu. Tao không phải là khoai tây. Đừng làm như thế Mickey ơi, nhìn mặt mày kinh quá. Hình như nó hỏi mình là bạn có biết vì sao mà tôi không có thức ăn không? Trốn vào đây, mình nghe tiếng nó thở. Thở thế? Đừng thở nữa. Hay đi ngủ nhờ. Hello. Ui dồi, Mickey ơi. Mickey nhìn như con chó đấy. Giờ bây giờ mình cần làm gì nhờ? Mình không biết là mình cần làm gì để thoát khỏi Mickey. Nhưng mà Mickey đi có vẻ hơi chậm hay sao? Đói quá, không còn sức để mà đuổi mình nữa. Mình thấy hình như là mình nên làm cái gì đó với cái cần gạt ở đằng kia rồi. Mickey vẫn đang đứng canh canh ở chỗ đấy. À đây. Không chìa khóa. À, mình nhớ rồi, chìa khóa ở bên dưới. Đi thôi. Mickey sẽ không đuổi theo mình. Mickey sẽ không đuổi được mình. Đây, cái chìa khóa dưới này hợp lý rồi. Nhưng có lấy được đèn không? Không lấy được đèn. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Ôi Mickey đằng kia. Giờ mình làm nào để mình trốn Mickey đây? Ôi Mickey ơi. Cho tao đi về cái Mickey ơi. Thở thế, như đói khát lắm ấy. Thịt người không ngon đâu. Mickey ơi, rồi tao xin lỗi. Thôi nhưng mà may quá Mickey cũng không có quá đói đến cái mức mà chạy đến đuổi. Mình đã lấy được cái chìa khóa rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Ôi! Cái điếu gì đấy, cái điếu gì đấy. Thôi, bye. Rồi.
Bye bye Mickey nhá. Ở lại mạnh khỏe nhá Mickey ơi. Cứ ở đấy mà chết đói. Tôi đi về trước đây. Mickey chắc cũng tiếc lắm rồi. Đấy, thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái tựa game Captain Willy. Nói chung thì là mình thấy cái nội dung game này nó thật ra nó cũng không có gì lắm, mà ngoài là mình trên một chuyến tàu cùng với cả con chuột Mickey. Và con chuột Mickey này thì là hết lương thực rồi. Thế là bây giờ đói quá, không có gì để ăn. Đã đành phải gặm tí mình.